Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng lo lộ quan tham, tứ trụ đại hội 13 được giấu kỹ. Theo những diễn biến mới nhất, công tác điều động bổ nhiệm nhân sự của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn theo lề lối cũ, đảng cơ, dân bầu và yêu cầu về một chính quyền rõ ràng, minh bạch vẫn còn là một giấc mơ hết sức xa vời với hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam đã nhận định với đài tiếng nói BBC tại London như sau. Cũng như thông lệ từ trước, những nơi quan trọng như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay một số tỉnh, thành phố khác, kể cả công an, quân đội, nếu là địa bàn, địa hạt quan trọng thì Bộ Chính trị sẽ chỉ định. Đây là hình ảnh tân chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu nhậm chức hôm 25 tháng 9 năm 2020. Tại Hà Nội vào sáng ngày 25 tháng 9, kỳ họp thứ 16 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã bầu ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Về sự kiện này, tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu đã bình luận như sau. Nhiều tháng trước, trong mạng xã hội đã lan tin là ông Chu Ngọc Anh được Bộ Chính trị điều về làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Ông Chu Ngọc Anh hiện đang là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ mà Bộ Chính trị điều về đi nhận công tác mới không cần biết đến ý kiến của Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội ít bữa nữa lại phải làm cái điều không đẹp tí nào khi phải bỏ phiếu bãi nhiệm ông Chu Ngọc Anh khỏi các chức bộ trưởng mà ông ấy đã rũ bỏ trên thực tế. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã họp để hình thức hóa quyết định của Bộ Chính trị điều chuyển ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thay cho ông Nguyễn Đức Chung đã bị cầm tù. Và điều đáng ngạc nhiên là tại kỳ họp, không có đại biểu nào đề cử và tự ứng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội thống nhất nhân sự bầu ông Chu Ngọc Anh với hình thức bỏ phiếu kín. Và với quy trình như vậy thì hóa ra Đảng vẫn có tự ứng cử và đề cử vào chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội mà toàn thể nhân dân Hà Nội cũng không hề được biết. Để chỉ mỗi một mình ông Chu Ngọc Anh được đề cử vào chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội mà thôi. Mới đây nhất, sau khi được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội vào năm 2020, ông Vương Đình Huệ vừa chính thức được bầu vào chức danh này trong một sự kiện đảng cử đảng bầu vào tối ngày 12 tháng 10 vừa qua. Đây là hình ảnh ông Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị Hà Nội 2020 Hợp tác Đầu tư và Phát triển. Vào sáng ngày 13 tháng 10, truyền thông trong nước cũng loan tin tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa thứ 17 được tiến hành vào chiều tối ngày 12 tháng 10. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 16 đã được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 17 với số phiếu tuyệt đối 71/71, tức là 100%. Trước đó, ông Huệ được 100% số đại biểu dự đại hội 497/497 giới thiệu để bầu chức danh Bí thư Thành ủy và là ứng viên duy nhất cho vị trí này. Nhiều bình luận cũng mỉa mai chiến thắng ngoạn mục này của ông Huệ nói riêng và của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung. Facebook Chính Bùi thì đăng bài viết có tựa đề "Một ứng viên duy nhất hai lần 100%". Ông viết như sau: "Lần này khác dịp cách đây mấy tháng là được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Lần này đồng chí Vương Đình Huệ được bầu hẳn hoi. Ông gọi đây là sự kiện đồng chí Huệ thắng cử trong cuộc đua vô cùng ngoạn mục với chính mình. Trong cuộc chạy đua cho Đại hội 13, ông Huệ nổi tiếng với những phát biểu mà dư luận gọi là mang tính chém gió và sống trong ảo tưởng. Tại hội nghị Hà Nội 2020 Hợp tác Đầu tư và Phát triển, ông Vương Đình Huệ phát biểu như sau. Tới năm 2025, Hà Nội là một thành phố có năng lực cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Và tới năm 2030 là thành phố cạnh tranh quốc tế với thu nhập bình quân lên tới 13-14.000 đô la một người. Và đến năm 2045, Hà Nội là thành phố toàn cầu với thu nhập bình quân tới 36.000 đô la một người. Vấn đề là đương kim Bí thư Thành ủy Hà Nội đã phát biểu một cách hùng hồn với những con số ấn tượng mà không đưa ra một giải pháp nào để dẫn chứng mức thu nhập tăng khi con số ông đưa ra. Trong khi tính đến năm 2019, theo số liệu công bố của Việt Nam, thu nhập trung bình của một người dân Việt Nam trong một năm mới ở mức 2.800 đô la. Facebooker Nguyễn Đình Trọng đã phải thốt lên rằng, đặt mục tiêu bậy bạ cho có, để nói du ngủ và cho sướng miệng thì đặt làm gì? Đặt mục tiêu không biết mình là ai, không biết hiện thực thế nào, không có một cơ sở nào
và làm gì để đạt được những mục tiêu đó thì đúng là thảm họa. Facebook của Lê Ánh thì nhận định như sau: cách chuẩn bị chạy đua vào chiếc ghế quyền lực qua lời phát biểu của ông Huệ đã làm cho nhiều người đánh giá về khả năng yếu kém của một nhân vật, và một số người cho rằng ông Huệ có thể giữ vai trò thủ tướng trong đại hội đảng lần thứ 13 sắp tới. Một số người dân nói rằng nếu làm lãnh đạo trong chế độ cộng sản của Việt Nam mà không biết nổ thì không thể giữ được vai trò lãnh đạo. Còn tại trung tâm kinh tế, trung tâm thương mại, tài chính của cả nước, nơi đóng góp lớn nhất của cả nước vào ngân sách quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh, thì hôm 11 tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng đã được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng vừa được giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Việc phân công lãnh đạo chủ chốt tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ diễn ra trước Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh 5 ngày. Truyền thông trong nước dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phân trần như sau: có thể các đồng chí suy nghĩ tại sao lại cập lập như vậy, song Bộ Chính trị đã cân nhắc toàn diện. Dù thời gian ngắn, việc này đã được cân nhắc kỹ lưỡng, không vội vàng, hời hợt. Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 10 năm 2020, ông Nên dự kiến sẽ được bầu giữ chức vụ mới. Và đài tiếng nói BBC tại London cũng nhận định dù phải trải qua một cuộc bỏ phiếu nữa, nhưng với nguyên tắc tập trung dân chủ và thông lệ bổ nhiệm nhân sự trong hệ thống của Đảng Cộng sản và chính quyền tại Việt Nam, ông Nên hầu như chắc chắn sẽ được bầu. Ông là ứng cử viên duy nhất trong cuộc bỏ phiếu này. Facebooker Ngô Đồng thì viết như sau: ai cũng biết ông Nên chắc chắn sẽ nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất tại thành phố này. Con số 100% thường xuất hiện trong các cuộc bầu cử của lãnh đạo Cộng sản cho thấy thực chất đây chỉ là những trò hề được dàn dựng tại Việt Nam. Còn sân khấu cạnh tranh, đấu đá được diễn ra phía sau hậu trường. Đảng Cộng sản bầu cử chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa quyết định của một nhóm chóp bu về vấn đề nhân sự. Từ trung ương cho đến tỉnh, huyện và các chức danh lãnh đạo thường chỉ có một ứng viên duy nhất. Thậm chí những người này đã được lựa chọn và chuẩn bị từ trước dưới danh nghĩa quy hoạch cán bộ nguồn. Ngoài ra, việc tuyển chọn các nhân sự lãnh đạo tại Việt Nam được Đảng Cộng sản gói gọn trong 4 triệu đảng viên, hơn 95 triệu dân còn lại bị Đảng gạt sang một bên lề. Dù chỉ hợp thức hóa những quyết định đã soạn sẵn, thế nhưng chi phí tổ chức bầu cử là hết sức tốn kém và lãng phí. Những diễn biến mới về công tác nhân sự dồn dập xảy ra trong những ngày gần đây khiến cộng đồng dư luận ngày càng bức xúc. Đây là hình ảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 15 tháng 10. Nhà báo Nguyễn Thông đã bình luận trên trang Facebook cá nhân của mình như sau: trong lịch sử hiện đại, chưa bao giờ Đảng trắng trợn thể hiện tham vọng quyền lực như bây giờ. Mọi cuộc bầu bán chỉ là trò cười và vô nghĩa. Nếu đó chỉ là chuyện nội bộ của Đảng thì chả ai quan tâm làm gì cho mệt người. Nhưng khổ nỗi, nó lại cứ đưa người vào những vị trí khác nhau để lãnh đạo toàn diện cơ. Facebook Ngọc Thu thì viết như sau: khi nhắc đến công tác cán bộ thì hầu như ai cũng hiểu đó là sự lựa chọn nhân sự lãnh đạo cho nhiệm kỳ kế được Bộ Chính trị toàn quyền quyết định. Lần đại hội nào, việc giới thiệu nhân sự cũng được cho là tập trung vào trung ương thống nhất cao. Thế nhưng, đây là một cú tát công khai, vô hiệu hóa gần 70 triệu lá phiếu của những công nhân đang độ tuổi đi bầu. Luật sư Lê Quốc Quân thì giải thích kết quả tập trung và thống nhất cao giữa trung ương và Bộ Chính trị như sau. Tập trung cao thì có nghĩa là Bộ Chính trị có thể chỉ giới thiệu mỗi một vị trí một người. Sau đó, trung ương bầu thống nhất cao có nghĩa là hoàn toàn nghe theo sự giới thiệu của Bộ Chính trị. Xong, Bộ Chính trị giới thiệu 200 ủy viên Trung ương Đảng để Đại hội Đảng chọn đúng số đó. Số này lại giới thiệu 500 người làm đại biểu Quốc hội, mà sau đó, qua một vở diễn, họ biến thành đại diện của nhân dân. Cứ lần lượt như thế, từ Trung ương tới địa phương và diễn. Ông Thuận cũng đã có những phân tích cụ thể về diễn biến điều động nhân sự sôi động của Đảng trong những ngày gần đây. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Thanh Nghị làm Thứ trưởng Xây dựng hôm 16 tháng 10 năm 2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông nói, kỳ đại hội lần này có thể thấy việc điều động và bố trí nhân sự chủ chốt ở các tỉnh, thành phố là rất nhiều. Chẳng hạn vừa qua là điều người là cán bộ đoàn về dự kiến ứng cử làm bí thư của tỉnh Đồng Tháp, rồi tỉnh này, tỉnh kia,
ở các nơi khác cũng có nhiều công bố. Ví dụ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ công bố về tỉnh Ninh Bình làm bí thư tỉnh ủy, còn nhiều trường hợp khác cũng công bố bổ nhiệm hay thậm chí giới thiệu tham gia đảng bộ ở các tỉnh, thành ngay trước đại hội. Đó là một chiều từ trung ương xuống địa phương mà dư luận cũng đã thấy. Còn một chuyện khác cũng đáng chú ý, đó là theo chiều ngược lại là ông Nguyễn Thanh Nghị, bí thư tỉnh Kiên Giang, là con trai của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được điều trở lại trung ương về Bộ Xây dựng. Cái này quyết định nhân sự của Trung ương Đảng cho biết đến đâu thì người dân và địa phương biết đến đấy. Trước đây, ông Nghị cũng đã từng làm việc ở bộ này rồi. Ông có học vị tiến sĩ và có chuyên môn kiến trúc sư. Nay người ta điều ông trở lại vị trí cũ và có tin nói ông sẽ được bố trí hay là ứng cử vào ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Thông tin là như vậy, chưa thấy thông tin chính thức hơn, chưa thấy ai phát biểu cụ thể. Còn nếu phát biểu chính thống như điều ông Nguyễn Văn Nên, tiếng là gọi là giới thiệu tham gia đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới để làm bí thư, rồi cũng như thông báo ông này bà kia về tỉnh này tỉnh kia làm bí thư, thì nếu ông Nghị mà về lại Bộ Xây dựng làm thứ trưởng để rồi làm bộ trưởng thì cần phải công khai tuyên bố. Như thế là rõ ràng, minh bạch, theo tôi mới đúng. Còn nếu chỉ đưa ra như thế thì công luận có thể hiểu mặt này mặt kia, thế này thế kia. Và trên thực tế có người đặt vấn đề đó là thăng hay giảm hay thế nào thì chưa có phát biểu chính thức về việc ông ấy sẽ về Bộ Xây dựng làm bộ trưởng hay không. Cũng có nhiều trường hợp khác được điều từ địa phương về trung ương, và đó cũng là một hướng mà các công tác quy hoạch điều động bổ nhiệm của Đảng làm và tiến hành ngay trước đại hội. Ông cũng thể hiện sự bi quan về những cải cách dân chủ tự do mà người dân đang hy vọng ở đại hội tới. Ông nói, vừa rồi có nhiều người dân nói và mong muốn có tự do ứng cử, tự do đề cử ngay trong nội bộ của Đảng, nhưng cái đó cũng chưa thực hiện được. Đúng hơn là không được thực hiện. Huống gì ra ngoài xã hội, ra tới người dân. Bây giờ, cái mơ gần hơn là làm sao trong Đảng có những cuộc bầu cử, ứng cử tự do, có cuộc tranh luận, tranh cử công khai, thực chất, thì cái đó sẽ là từng bước cụ thể, nếu làm được thì tốt. Ông đã nói như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2020, với bản tin Đảng lo lộ quan tham, tứ trụ đại hội 13 được giấu kỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.